Hello, grade 3. This is Mr. Tyrone. I will explain for you what to do in Vietnamese for your English homework for today, 18th of March. Remember, please type your work on the slides that have a gold star. Let's begin. What can I learn today? Today, you will learn how to answer a question about how often I do a free time activity or you do a free time activity. How often means bao lâu một lần. So for example, we have, do you walk the dog? Yes, I walk the dog. So we can ask, how often do you walk the dog? It means bạn dắt dắt đi dạo bao lâu một lần. So you can answer, I sometimes walk the dog. Tôi thỉnh thoảng dắt chó đi dạo. So you can see here, I sometimes walk the dog around the neighborhood in the morning. Chúng ta đặt sometimes ở giữa I và walk, nghĩa là ở giữa who và verb. Chúng ta có câu hỏi, how often do you blah blah blah, nghĩa là các bạn làm một điều gì đó bao lâu một lần. Theo như sơ đồ dưới đây, chúng ta có always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Cột nào nhiều màu đỏ hơn, nghĩa là các con làm việc đó càng nhiều hơn. Ví dụ như chúng ta có always, màu đỏ là chiếm nhiều nhất. Không có màu vàng, nghĩa là luôn luôn. Kế tiếp là usually, màu đỏ ít hơn nhưng vẫn chiếm đa số, nghĩa là thường thường. Often, màu đỏ ít hơn usually nhưng vẫn chiếm hơn phân nửa, nghĩa là thường. Kế tiếp là sometimes, màu đỏ chiếm ít hơn tầm gần phân nửa, nghĩa là thỉnh thoảng. Và rarely, màu đỏ chiếm ít nhất, nghĩa là hiếm khi hoặc là lâu lâu mới là một lần. Và cuối cùng là never, là không bao giờ, không có màu đỏ. Chúng ta có những từ về bao lâu một lần và cái diễn đạt của những từ đó. Ví dụ như always, nghĩa là I do it every day. Tôi làm điều đó mỗi ngày. Usually, I do it a lot. Almost always, many times. Nghĩa là tôi làm điều đó nhiều. Hầu như là luôn luôn. Nhiều lần. Often, I do it more days than I don't. Nghĩa là cái phần thời gian mà tôi làm điều đó nhiều hơn phần thời gian mà tôi không làm. Sometimes, some days I do it, other days I don't do it. Nghĩa là cái số thời gian mà các con làm việc đó và cái số thời gian các con không làm việc đó bằng nhau. Rarely, I almost never do it. Hầu như là tôi không làm. Nghĩa là có làm nhưng mà rất là ít. Và never, I don't do it zero times. Tôi không bao giờ làm chuyện đó. Đây là một ví dụ về làm việc của thầy Jeremy trong tuần. Các con có thể thấy là mỗi ngày chúng ta đều có chấm tròn màu xanh lá cây. Đó là biểu thị cho từ always, nghĩa là mỗi ngày thầy Jeremy đều làm một việc gì đó.
Tiếp đến đó là từ usually. Các con có thể thấy là chấm cho màu xanh lá dương của usually ít hơn chấm cho màu xanh lá cây ở ngày thứ ba, nghĩa là hầu hết các ngày thầy Jeremy đều làm một việc gì đó chỉ trừ ngày thứ ba. Tiếp đến là often, số lượng chấm màu tím đó là 4, nghĩa là có 4 ngày thầy Jeremy làm và 3 ngày còn lại thì không, nghĩa là số ngày mà thầy Jeremy làm điều đó vẫn nhiều hơn số ngày mà thầy Jeremy không làm. Kế tiếp đó là sometimes, chấm cho màu cam này các con có thể thấy được là nó xen kẽ với những ngày mà không có chấm cho màu cam, nghĩa là có một điều gì đó mà thầy Jeremy có ngày làm và có ngày không. Đối với chấm cho màu đỏ rarely và màu trắng never thì chúng ta không thấy trên hình, bởi vì rarely và never nghĩa là hầu như không làm và không bao giờ làm. Còn đây là ví dụ về lịch làm việc theo tháng của thầy Jeremy. Như các con có thể thấy được là số lượng chấm cho màu xanh lá cây vẫn rất là nhiều, ngày nào cũng có. Tiếp đến là số lượng chấm tròn màu xanh dương nó sẽ ít hơn nhưng mà hầu như ô nào cũng có. Tiếp đến là màu tím thì ít hơn nữa nhưng mà nó vẫn nhiều hơn những ngày mà không có chấm cho màu tím. Sometimes thì thỉnh thoảng cũng có, nghĩa là số lượng ngày có chấm cho màu cam và số lượng ngày không có chấm cho màu cam là bằng nhau. Và rarely thì chỉ có một cái. Và cuối cùng là never là chúng ta không thấy, nghĩa là không bao giờ. Đây là bảng về những hành động mà thầy Jeremy làm cho lúc rảnh rỗi và tần suất mà thầy Jeremy làm những hành động đó. Chúng ta có use the internet thì thầy Jeremy always luôn làm. Tiếp đến đó là thầy Jeremy usually play the guitar, often watch movies, sometimes walk the dog, rarely bake a cake, và never paint my nails. Chúng ta quay trở lại với ví dụ đầu tiên. How often do you walk the dog? Bạn dắt chó đi dạo bao lâu một lần? Chúng ta trả lời I sometimes walk the dog. Tôi thỉnh thoảng dắt chó đi dạo. Chúng ta có thể thấy từ walk được gạch chân bởi vì đó là động từ chính của câu. Và chúng ta đặt chữ sometimes. Sometimes đó là từ chỉ bao lâu một lần ở phía trước chữ walk. Cho nên chúng ta nhớ khi viết bài chúng ta cần phải đặt từ dùng để trả lời cho chữ how often ở phía trước động từ chính hoặc là động từ chỉ hành động. Những động từ là những từ được gạch dưới. Cho nên chúng ta có thể thấy được trong cùng dưới đây I sometimes walk the dog around the neighborhood in the morning. Từ sometimes chúng ta đặt ở phía trước động từ, đó là từ walk. Đây là một ví dụ mà thầy Jeremy đã làm cho tụi con để cho tụi con biết cách là làm như thế nào đối với những slide có ngôi sao. How often do you use the internet? Thầy Jeremy trả lời I always use the internet. Vậy chúng ta phân tích ra câu I là who, verb là use, what là the internet. Các con có thể thêm where là at home. Vậy thầy Jeremy trả lời I always use the internet. Chúng ta đặt chữ always ở phía trước từ use bởi vì use là verb, động từ chính. Vậy chúng ta có I always use the internet at home in the morning. Các con có thể thêm where và when. Ở slide này các con cần phải gõ vào những
hoạt động mà các con làm trong lúc rảnh rỗi. Những hoạt động đó phải trả lời cho chữ always, các con phải thường xuyên, luôn luôn làm. Tiếp đến là usually, often, sometimes, rarely và never. Đây là lịch làm việc theo tuần, giống như của thầy Jeremy mới nãy. Các con chỉ cần gõ tên của mình vào. Tương tự, đây là lịch làm việc theo tháng, giống như của thầy Jeremy. Ở lịch làm việc theo tuần và lịch làm việc theo tháng, các con chỉ cần gõ tên vào. Hai bảng này giúp cho tụi con nhận ra được sự khác biệt giữa cách sử dụng của từ always, usually, often, sometimes, rarely và never dựa theo số lượng chấm của mỗi từ ở trên lịch. Kể từ slide này, các con sẽ phải gõ câu trả lời của mình vào khung dưới đây và sau đó các con phải phân tích câu của mình ra và đưa vào bảng bên dưới. Câu hỏi: How often do you play the guitar? Chúng ta thấy động từ được ở dưới đó là play. Cho nên khi các con trả lời, hãy nhớ đặt từ trạng từ chỉ tần suất trả lời cho chữ how often ở phía trước chữ play. Tương tự các con sẽ làm những câu sau. How often do you play video games? How often do you watch movies? How often do you take pictures? How often do you bake cookies? How often do you draw pictures? How often do you read books? How often do you go to the park? How often do you go shopping? How often do you do martial arts? How often do you go for a walk? How often do you go ice skating? How often do you use the internet? How often do you meet friends? How often do you go to drama club? How often do you play chess? How often do you paint your nails? How often do you visit the library? How often do you bake a cake? How often do you skateboard? How often do you go fishing? Đây là những từ các con có thể dùng cho who, what, where và when. Bài học đây là kết thúc. Good luck grade 3.